với sự đồng thuận từ người dân và quyết tâm cùng hệ thống chính trị thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Quá trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại huyện Tam Đảo thời gian qua đã nhận được sự vào cuộc tích cực của các hội đoàn thể và nhân dân với nhiều cách làm đổi mới toàn diện bền vững, trong đó nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy chính quyền huyện Tam Đảo quan tâm. Qua tuyên truyền vận động, các cơ hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều mô hình như trồng cây xanh, tặng thùng rác, xây dựng tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường, trồng hoa, từ đó làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Các tuyến đường khu thiết chế văn hóa thể thao thường xuyên được quét dọn, vệ sinh sạch đẹp, người dân tự giác thu gom rác đúng nơi quy định, xây dựng không gian sống xanh hữu ích các cái mô hình tuyến đường phụ nữ tư quản vệ sinh môi trường thì lồng ghép vào đó thì chúng tôi tuyên truyền và cho hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện cái phân loại rác thải tại hộ gia đình và cũng tặng thùng rác cho các cái hộ gia đình trong tuyến đường đấy để thu gom tập trung và giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Không chỉ tạo cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, các địa phương còn khuyến khích người dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thay đổi nhận thức tư duy cũ không phù hợp sang xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đầu gặp nhiều khó khăn đấy, tuyên truyền bởi vì là nó không phải là 100% là dân tộc qua các cái buổi tập huấn ấy, nói về uh, như là bình đẳng giới này hoặc là gì uh, cùng huyết thống gì đấy, đấy là không kết uh, tảo hôn này, những những cái đấy thì qua các lớp tập huấn thì nhìn chung là về thì người dân ở đây người ta cũng nhận thức được. Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên huy động các nguồn lực xã hội trong nhân dân, đoàn kết, đóng góp, công sức hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới thông minh, duy trì hoạt động chăm sóc, chỉnh trang các tuyến đường kiểu mẫu, sáng xanh, sạch đẹp, diện mạo nông thôn khang trang khởi sắc về quê hương tôi là đường cái là rất xanh sạch đẹp, cái này cũng là sự đồng thuận tất cả của người cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hoa Phú là chúng tôi đã chung sức đồng lòng để xây dựng và sẽ phát triển thôn Hoa Phú chúng tôi là ngày càng sáng xanh sạch đẹp là một thôn không những là kiểu mẫu và lây mai tiến tới sẽ còn tiến xa hơn từ những việc làm cụ thể thiết thực các địa phương đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa tinh thần góp phần từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại